xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 11 tháng 4 năm 2022 giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi đây là thời điểm thích hợp để cho con giáp này bắt tay vào các dự định kế hoạch từ trước. Những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán nhờ có các tin nâng đỡ mà làm ăn ngày càng phát đạt. Tình cảm vận trình tình cảm hài hòa, các cặp đôi trải qua nhiều sóng gió mới tìm được tiếng nói chung trong suy nghĩ lẫn phương hướng chung. Mọi người đều nên học cách kiểm soát cảm xúc tiêu cực tránh dùng những lời nói nặng nề làm tổn thương đối phương trong quá trình lúc nóng giận. Tài chính Vận trình tài lộc vượng phát, người tuổi tý bất ngờ nhận được một số tiền không nhỏ nhờ có các tin che chở. Cẩn trọng Áp lực tài chính khiến bản mệnh nghĩ mãi không thông. Tuổi canh tí Thiếu quyết đoán nên bỏ lỡ không ít cơ hội tốt trong công việc. Tuổi nhâm tý mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm. Con số may mắn, số 21, số 4, màu sắc may mắn, màu xanh thẳm, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn, khả năng sắp xếp công việc hợp lý, khoa học và quyết đoán giúp cho người tuổi này đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới tạo ra được bước đột phá nổi bật. Tình cảm Vận trình tình cảm có nhiều biến động, Nhưng như có quá nhiều vấn đề, mâu thuẫn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Việc cố tình gây ra tổn thương cho nửa kia của mình vô hình sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày một xa cách. Tài chính Vận trình tài lộc tươi sáng nhờ có các tin nâng đỡ mà nguồn thu nhập của con giáp này được cải thiện đáng kể, nên bắt đầu tính tới các phương án kiếm tiền khác. Cẩn trọng Sự ích kỷ, nhỏ nhen chỉ càng khiếm cho mối quan hệ rơi vào bế tắc. Tuổi ất sửu hạn chế trong chờ thái quá vào sự giúp đỡ của người khác tuổi đinh sửu nên tập trung phát triển năng lực của riêng mình. Con số may mắn số 8, số 25, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của những chú hộ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách mới. Con giáp này khôn khéo thể hiện năng lực của mình và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đó. Việc nắm bắt tốt thời cơ trước mắt giúp bản mệnh có những cơ hội thăng tiến đáng kể. Tình cảm Vận trình tình cảm có khởi sắc Đem tới cho người tuổi dân nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân nhanh chóng tìm được người đồng điệu với mình. Mối quan hệ có khả năng tiến xa hơn trong thấy tài chính vận trên ta lọc hành thông vấn đề tài chính không còn là nỗi lo thường trực như trước nhờ nguồn thu nhập dư giả cẩn trọng sự chủ quan bất cẩn là điều có thể phá đi mọi nỗ lực của con giáp này tuổi giáp dân có người nghi kỵ ghen ghét và tìm cách quấy phá tuổi canh dân hành xử sóc nổi gây ra nhiều tai họa nghiêm trọng con số may mắn số 16, số 20, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra khá vất vả. Kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh, người tuổi mão buộc phải nâng cao thái độ đề cao cảnh giác để tránh những tai họa ngoài ý muốn bên cạnh đó con giáp này cần phải có niềm tin vào bản thân nếu không sẽ tạo cơ hội không cho người khác quấy phá tình cảm vận trình tình cảm vô cùng vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc gặp ngày tam hợp người tuổi mão may mắn được quý nhân chỉ đường dẫn lối mà gặp được người trong mộng tình cảm gia đình mặn nồng thấm thiết đem lại cảm xúc đặc biệt cho những người trong cuộc tài chính vận trình tài lộc khá chật vật nguồn thu nhập lên xuống bấp bênh nên cần có kế hoạch chi tiêu cho hợp lý để hạn chế những thất thoát không đáng có cẩn trọng điềm bảo có kẻ tiểu nhân gieo rắc thị phi và tranh chấp tuổi ất mão đừng nên cứng nhắc áp đặt suy nghĩ lên con cái tuổi kỷ mão không nên bảo thủ cố chấp với quan điểm cá nhân. Con số may mắn, số 4, số 7, màu sắc may mắn, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc. Vận trình công việc của tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Điểm bảo con giáp này có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng vì không có đủ sự tập trung, nhiệt huyết với công việc Tuy nhiên, đây cũng là một bài học kinh nghiệm quý giá dành cho người tuổi thân trong thời gian sắp tới. Tình cảm vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp, người độc thân dễ dàng tìm được nguồn sáng mới trên con đường tình duyên. Nhưng yêu cầu con giáp này cần phải năng nổ, cởi mở hơn khi tiếp xúc với mọi người thì vận may mới tới. Tài chính vận trình tài lộc bấp bênh, nguồn thu nhập không ổn định đặt con nhấp này vào tình cảnh lo toan vì khủng hoảng tài chính. Cẩn trọng Sức khỏe có dấu hiệu chuyển biến tiêu cực do thói quen thức khuya bỏ bữa sáng. Tuổi bính thân Suy nghĩ nóng nảy và vội vàng nên làm lỡ dở nhiều việc. Tuổi canh thân Thiếu sự chia sẻ và cảm thông với nửa kia. Con số may mắn số 4, số 6, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian khó. Lời khuyên dành cho con nhấp này là nên học cách kiềm chế cảm xúc tốt hơn trong những ngày tự hình này. Nếu tuổi tỵ cứ mãi mạo hiểm và liều lĩnh trong các quyết định quan trọng thì sớm muộn gì cũng gây ra tai họa. Tình cảm Vận trình tình cảm hoài hoa, tuổi tỵ và nữ kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Người độc thân nên mở lòng mình tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn để mở rộng cơ hội gặp gỡ, bắt chuyện với những người khác giới. Tài chính Vận trình tài lộc dư giả, tuổi tỵ không cần phải quá bận tâm tới vấn đề tiền bạc trong ngày đầu tuần cẩn trọng, suy nghĩ thiếu chính chắn, sáng suốt, ảnh hưởng tới hiệu quả của công việc chung. Tuổi kỷ tỵ dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn. Tuổi tân tỵ lo lắng, bi hoang là một phần của thất bại. Con số may mắn số 85, số 48, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi sủ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra nhiều thách thức. Tác động của ngày tương hại khiến cho con giáp này hành sự nóng vội, hấp tấp hơn. Việc tự tạo ra căng thẳng và áp lực cho mình chỉ khiến cho bản thân mất đi điểm số trong mắt cấp trên. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa, tình yêu nồng thấm và trang ngập yêu thương bù đắp lại cho những chú ngựa khỏi những thất thoát trong công việc. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình luôn có những người đồng hành đúng nghĩa. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng may mắn, con nhấp này nhận nhiều khoản lộc lá khác nhau từ việc tăng lương thưởng, trúng số hay lộc ăn uống. Cẩn trọng Lời nói khó nghe, dễ làm mất rồng và tổn thương tới người khác. Tuổi bính ngọ Tâm trạng căng thẳng và nặng nề khi làm việc. Tuổi canh ngọ cả thèm trống chán trong quá trình làm việc. Con số may mắn số 54, số 53, màu sắc may mắn, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Tinh thần nhiệt huyết, hăng sai và trách nhiệm cao đối với công việc đem lại cho người tuổi này đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Bạn mệnh nên tìm cơ hội nào đó để được làm đúng công việc theo đam mê. Tình cảm Vận trình tình cảm nảy sinh nhiều khúc mắc, tác động của mùi sủ, lục xung khiến cho tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt, thậm chí là đổ vỡ. Khi hai cái tôi đều lớn và không có bất cứ sự nhường nhịn nào thì việc dung hòa là điều không dễ. Tài chính Phận trình ta lộc vượng phát, nguồn thu nhập rủng rỉnh từ người làm kinh doanh cho tới người làm công ăn lương. Cẩn trọng, làm việc gì thì nên tập trung vào việc đó. Tuổi đinh mùi, dễ nảy sinh bất hòa với những người xung quanh. Tuổi tân mùi, cố chấp bảo thủ nên khó có thể tiến bộ. Con số may mắn, số 1, số 4, màu sắc may mắn, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ dự báo người tuổi thân hôm nay sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan tới các dự án đang thực hiện với tinh thần lạc quan và không ngừng cống hiến như hiện tại tương lai hứa hẹn bản mệnh sẽ có những bước tiến xa và sáng làng hơn tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc Người độc thân nhận được tín hiệu yêu đương trong ngày nhờ có các tên soi đường chỉ lối. Tình cảm gia đình cũng hòa thuận, ấm êm và nhanh chóng trở thành chuẩn mực của không ít người. Tài chính vẫn trên ta lọc do giao, dò, con nháp này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề chi tiêu nhờ có nguồn thu nhập dư giả. Cẩn trọng không có thời gian để luyện tập thể thao, ăn uống không điều độ gây ra những vấn đề bất lợi đối với cơ thể tuổi bính thân, sống khép kính và xa cách với mọi người xung quanh. Con số may mắn số 34, số số 52. Màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu, công việc. Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn. Sự điềm đạm, lạnh lùng của con giáp này dễ khiến cho người khác cảm thấy khó gần, khó làm quen. Từ bản thân người tuổi dậu cũng cảm thấy không dễ dàng gì để hòa nhập tốt trong môi trường làm việc tập thể. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa, tam hợp quý nhân giúp sức cho các mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi đón nhận nhiều tin vui, may mắn hơn cả. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, những người đã lập gia đình cũng tìm được tiếng nói chung sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Tài chính Vận trình tài lộc có biến động, nguồn thu nhập lên xuống thất thường, đưa bản mệnh vào tình cảnh khốn khó. Cẩn trọng Tính tình bọc trực, ăn ngay nói thẳng nên dễ mất lòng với người khác. Tuổi kỹ dầu Thiếu chỉnh tru và thận trọng trong quá trình làm việc Câu số may mắn số 16, số 3, màu sắc may mắn màu xanh ngọc, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tác động của ngày tương xung khiến cho con giáp này dễ có xu hướng làm quá mọi chuyện lên. Có đôi phút, việc suy nghĩ đơn giản sẽ giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều tình cảm vận trình tình cảm kém sắc tử vi hàng ngày nhắc nhở con nháp này cần phải khéo léo hơn trong cách ăn nói cơ xử nếu không muốn làm mất lòng người khác bởi người tuổi tuất đang có xu hướng chủ quan và nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải quá quan trọng điều đó tài chính vận trình tài lộc ổn định chính tài nhập cục cũng cố nguồn thu nhập trong ngày nên bản mệnh không cần phải quá lo lắng tới chuyện chi tiêu cẩn trọng, thẳng thắn, có công nhưng phải có trừng mực. Tuổi bính tuất là nỗi gây ra luồng tranh cãi trái chiều. Tuổi nhâm tuất dễ dàng đầu hàng khi gặp chút khó khăn, trở ngại. Câu số may mắn số 4, số 6, màu sắc may mắn màu hồng, vĩ nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hoài công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Sự xuất hiện của chính ấn giúp cho người tuổi hợi mau chóng vượt qua các yêu cầu của cấp trên đặt ra. Việc thăng tiến chỉ còn là sớm muộn nếu còn nháp này biết nắm bắt tốt thời cơ trước mắt. Tình cảm. Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, tam hội cục nâng đỡ giúp cho người độc thân dễ dàng nhận được lời tỏ tình từ những người mới quen. Tuy nhiên, con nhấp này cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng sau khi đã xác định rõ lòng mình. Tài chính, vận trình tài lộc vững vàng, thu nhập được duy trì ổn định, đem lại cho những người trong cuộc cảm giác thoải mái và tương đối dư giả trong cuộc sống. Cẩn trọng, mù quản và suy nghĩ tiêu cực trong cả những chuyện đơn giản. Tuổi đinh hợi, đừng vội ngủ quên trên chiến thắng. Tuổi kỷ hợi, mục tiêu chưa rõ ràng, kế hoạch cũng thiếu cụ thể. Con số may mắn số 28, số 10, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mùi